Bạn chào các bạn đã đến kênh của mình. Hôm nay mình xin làm clip này để giới thiệu cho các bạn mới phần nghề cách tính dây nha các bạn. Tại vì trên hậu xung quanh mình có thấy có một bạn chặt con tơ ra và tính dây nó sai, nên là có một ông anh ông kêu là thôi thì em làm một clip để hướng dẫn cho các bạn mới phần nghề tham khảo luôn. Tiện đây mình nói là do mình đang cảm nên là cái giọng mình nó hơi bị khó nghe, với lại mình ở miền Trung nên nói tiếng hơi khó, các bạn thông cảm nha. Rồi để được tính dây, các bạn cần chú ý là cách tính căn các bạn. Đây mình đã ghi rõ ra đây rồi các bạn. Đây căn bậc 2 là sẽ bằng 1.41, rồi căn bậc 3 sẽ bằng 1.73. đó mình ghi rõ hết rồi. Cái này mà những các bạn nào mà học toán giữa thì chắc có lẽ cũng sẽ biết. Đấy, nếu đi đầu tiên các bạn phải thuộc các bạn tính căn này, không các bạn tính trong máy tính cũng được, nó điện thoại cũng được, mà thuộc thì nó sẽ tính nhanh hơn. Đấy, ví dụ như là mình lấy ví dụ cho các bạn xem luôn. Ví dụ như các bạn chặt motor ra là 2 sợi 45 đi, 2 sợi 45 mi 45. Đấy, mà các bạn không có dây 45 điểm mà quấn, hoặc là các bạn có một sợi 45 thôi, các bạn muốn quấn dây nhỏ, quay lên dây lớn thì các bạn tính ra một sợi. Đây, mình sẽ lấy máy tính cho các bạn xem luôn. Đây, 2 sợi 45 thì các bạn nhân cho căn bậc 2 nha các bạn. Đây, các bạn lấy sợi 45, nhân cho căn bậc 2. Căn bậc 2 có nghĩa là bằng 1.41 nha các bạn. Đây, 1.41 hồi nãy mình đã ghi vào đây rồi. Đó, căn bậc 2 sẽ bằng 1.41. 45 mình sẽ nhân cho 1.41. Đây, thì sẽ bằng là dây 63 nha các bạn. Bằng dây 63. Đấy. Khi mà nhân ra kết quả này thì các bạn muốn quấn một sợi dây thì các bạn sẽ quấn dây cho mình là dây 65. 65 nha các bạn. Ví dụ như nó quấn 2 sợi 45 mà 100 vòng đi. 100 vòng đây. Thì các bạn quấn lại dây 65 thì các bạn sẽ lên cho nó một vài vòng, tại vì dây 65 là dây nó lớn hơn nguyên thủy của nó rồi, thì nó chạy nó nóng nên các bạn có thể quấn thêm 102 vòng. Đấy, là dây 65 nha các bạn. Cái này là mình tính vòng đôi nha các bạn. Nếu mà một sợi 45 là 100 vòng, nó nằm cách giá là có 200 vòng đấy. Đấy, là mình quấn lại, mình tăng vòng cho nó, có nghĩa là mình sẽ tăng cho nó một vài vòng để cho mà nó thấp âm ba xuống, tại vì cái dây lớn hơn là nó cao âm ba hơn rồi. Tiếp tục đây là mình tính 2 sợi nha các bạn. Đây, tính 2 sợi. Bây giờ tới 3 sợi. 3 sợi các bạn cũng vậy, các bạn ví dụ như 3 sợi 45. Đây, 3 sợi 45. 45. Thì các bạn lấy 45. Các bạn nhân cho mình là 1.73. 1.73 là bằng căn bậc 3 của 3 nè các bạn. Căn bậc 2 của 3 là 1.73 nha các bạn. Đây, thì sẽ bằng kết quả là dây 77.85. Đó, 3 sợi 45 bằng mi 77.85. Thì mình sẽ làm tròn là dây 80 luôn các bạn. Đó, dây 80 thì các bạn cũng vậy, cũng như cái ví dụ ở trên này, mình sẽ tăng lên cho nó một vài vòng. Nếu mà tăng rảnh tăng không nổi, các bạn sẽ làm khuôn hơi rộng tí, hoặc là tăng bước cho nó được, cho cái âm ba mình nó thấp lại một tí. Đấy. Và tương tự như căn bậc 4 sẽ bằng 2 nữa các bạn cứ tính nhân lên bậc 5. Đó, rồi có một cái ví dụ phức tạp hơn như thế này. Đó, giả sử như một con motor nó quấn dây 60, một sợi 60, một sợi 70, một sợi 80 và một sợi 90. Đấy. Thì các bạn muốn tính ra, đây là nó quấn 5 sợi, 4 sợi, các bạn muốn tính ra 3 sợi hoặc 2 sợi, mình tính ra 2 sợi trước đi ha. Đây, mà các bạn lấy như thế này 60, các bạn cộng cho 70, các bạn cộng cho 80, các bạn cộng cho 90 và các bạn chia cho 4, có nghĩa là 4 sợi đây, chia đều cho 4 sợi là ra, sẽ ra kết quả là có nghĩa là 4 sợi nó quấn 4 sợi bao nhiêu các bạn. Đây, có nghĩa là nó quấn 4 sợi dây 75. Đó, mình có là 4 sợi dây 75. 4 sợi 75. Đó. 4 sợi 75 các bạn, nếu các bạn nhân cho căn của 4 là các bạn nhân cho căn 2. Đó, nhân cho 2 sẽ bằng ra dây 1 là ly rưỡi các bạn. Đây. Đó, nếu các bạn muốn quấn một sợi sẽ quấn là một sợi 1 ly rưỡi. Tính ra được một sợi ly rưỡi này các bạn. Đó. 4 có nghĩa là
bốn sợi dây, và một sợi 60, một sợi 70, một sợi 80, một sợi 90 sẽ bằng 4 sợi dây 75. Có nghĩa là mình chia đều cho 4 hay là 4 sợi 75. 4 sợi 75 các bạn nhân cho căn bậc 2 của 4 sẽ bằng 2, có nghĩa là 4 75 nhân 2 sẽ bằng là 1 sợi ly rưỡi. Đấy. Khi một có được 1 sợi ly rưỡi rồi mà các bạn thấy dây lớn quá, hoặc là có thể là nhà mình không có dây, thì các bạn sẽ tính ra 2 sợi nhỏ hơn. Đó, thì các bạn lấy 1 sợi ly rưỡi các bạn chia tiếp cho 1.41. Đó. Sẽ bằng 2 sợi 1.06 nha các bạn. 2 sợi 1.06. 1 ly rưỡi mà chia cho căn bậc 2 chia cho 1.41 sẽ bằng 2 sợi 1.06 nha các bạn. Đó, 2 sợi 1.06 thì các bạn sẽ quấn cho mình 1 sợi 1.01 và 1 sợi 1 ly cộng 1 sợi 1 ly. Đó, như vậy là đúng, nó chỉ chênh lệch một tí thôi các bạn, không có gì hết. Đó, rất là đơn giản. Đó là tính căn 4. Rồi căn 1.5 cũng vậy. Đây giờ mình tính căn 1.5 cho các bạn xem luôn. 5, 4, 6 thì nó cũng như nhau thôi. Bây giờ mình cứ cộng lên lần thôi. Đó. Giờ mình tính như thế này. Mình tính căn bậc 5 luôn đi. Đó, giả sử nó quấn cho mình là 1 sợi 1 ly và 2 sợi 1 ly 3. 1 ly 3. Rồi, 1 sợi ly 2. Một sợi 1 ly rưỡi. Đấy. Thì các bạn cũng làm tương tự như thế. Các bạn lấy 1 ly 1.0 cộng cho 1.3 cộng cho 1.3 cộng cho 1.2 cộng cho 1.5. Đó, sẽ bằng là kết quả là 6.3. Các bạn chia đều cho 5. Đó, có nghĩa 5 sợi. Nó sẽ là bằng là 5 sợi 1 ly 26 nha các bạn. Đấy. Rồi, 5 sợi 1 ly 6 này các bạn sẽ nhân cho căn bậc 5 là sẽ bằng 2.23. Rồi nhân cho 2.23 sẽ ra kết quả là bằng 1 sợi 2.8. Đó, 2.8. Rồi các bạn muốn chia cho 1 sợi đó, chia cho 1 sợi đó, các bạn muốn chia cho 2 thì các bạn chia cho 1.1. Rồi các bạn muốn chia cho 3 thì chia cho 1.73. Các bạn muốn chia cho 4 thì bằng chia cho 2, nó tùy các bạn muốn quấn dây như thế nào. Nó các bạn quấn và tính toán trên lệch không quá nhiều các bạn. Có nghĩa là đây, chỗ đây mà 2 sợi 1 ly đã 6 thì các bạn có thể quấn 1 sợi ly 1, 1 sợi 1 ly sẽ bằng 2 sợi 1 ly 5 cũng được. Đấy. Nhưng mà ngay mấy cái đoạn này ví dụ như các bạn chú ý mình, ví dụ như là nó quấn 1 sợi 80 đi, 1 sợi 80 cộng 1 sợi 85. Đây, có ví dụ đây, 1 sợi 80 cộng cho 85 bằng 1.65 là còn chia điện cho 2, đó sẽ bằng là 82 năm. Các bạn nhân cho 1.41 sẽ ra kết quả là 1.16. Đấy, các bạn lấy 1.16 này, 1.16 đây. Ở điểm này nếu các bạn không có dây 1.15, các bạn giống một dây 1.2 cũng được. Đây, 1.2 tại vì nó trên là cũng không phải 5 gem, bạn quấn lại bằng 1 ly 2 đi. 1 ly 2 là con này là mình ví dụ cho nó là con motor 1 ly 2 thì 5 ngựa đi, 5 ngựa đi các bạn. Ví dụ nó quấn cho các bạn 2 1 cộng 80 1 cộng 85 đây. 5 ngựa này, nó ngựa Nhật nha các bạn. Nó nhiều loại lắm, như Đài Loan rồi nó tùy theo, nó nhiều hãng lắm nên cái dây nó phụ thuộc vào cái phe và cái hãng của motor. Mình chỉ biết trụ sơ thôi chắc bạn hiểu, nghĩa là nó đang quấn 3-5 ngựa có nằm 33 vòng 36 rảnh nhé các bạn. Đây là mình ví dụ 36 rảnh mà tốc 1/4 3-3 vòng mà nó quấn 1 sợi 80 1 sợi 85 mà các bạn không có dây, các bạn muốn quấn lại 1 ly 2 thì các bạn sẽ cố gắng lên vòng cho nó nha các bạn, 35 vòng đi. Đó, khi lên vòng như thế thì motor bạn chạy sẽ đạt và mạnh hơn nhiều khi spring của nó nha các bạn. Rồi, trên đây là những chia sẻ hướng dẫn của mình cho các bạn nào mà mới vào nghề, cái khách mà tính dây nha các bạn. Nếu các bạn nào mà không hiểu chỗ nào thì các bạn có thể bình luận ở dưới video để mình hướng dẫn thêm cho các bạn. Rồi, nếu video này được
1.000 like và tăng thêm lượt đăng ký, thì video sau mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn chi tiết về các bạn về cái thông số cũng như dây cũng như là số vòng cho các bạn motor từ 1 ngựa đến 10 ngựa nha các bạn, cho các bạn nào mới vào nghề thôi nha. Còn những bạn nào mà anh em nào mà làm nghề lâu rồi thì mình không có dám hướng dẫn, cũng không dám chỉ bảo gì hết cả. Đây là mình chỉ chia sẻ cho những anh em nào mới vào nghề thôi. Đấy, mình sẽ hướng dẫn video sau, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là từ 1 ngựa đến 10 ngựa số vòng dây, đó, số vòng cũng như là cái bi dây của nó luôn, bi dây. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn